Một vụ tin và sống xin thân ái kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đức tin có tựa đề là Hoa loa kèn đỏ, Amaryllis. Hoa loa kèn đỏ nở vào tháng 9 ở Úc, là một loại cây có củ đẹp, tạo ra những bông hoa hình chuông lớn màu đỏ, mang nhiều ý nghĩa, biểu tượng trong tình yêu và cuộc sống. Hoa tượng trưng cho sự may mắn, cho những lời chúc tốt đẹp trong công việc. Hoa loa kèn đỏ không chỉ có vẻ ngoài rực rỡ, thu hút, mà còn là loài hoa có rất nhiều ý nghĩa, điển hình như là kết tinh của hạnh phúc. Hoa loa kèn đỏ mang tới niềm vui bởi nó kết tinh của sự hạnh phúc, sự quan tâm và lời hứa hẹn mãi mãi hòa hợp. Chính vì thế, khi ai đó tặng loài hoa này, thì có nghĩa là họ đang gửi gắm thông điệp về sự toàn tâm, toàn ý trong tình cảm, bất chấp mọi khoảng cách không gian và thời gian, tượng trưng cho sự may mắn. Bên cạnh đó, trong quan niệm của người Việt Nam, hoa loa kèn đỏ còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn, giàu sang, quyền lực, sự kiêu hãnh, kiên cường, không gì có thể khuất phục được. Và đặc biệt là những lời chúc tốt đẹp trong công việc và cả cuộc sống mà người tặng muốn nhắn nhủ đến người nhận. Hoa mang đến cảm giác về sự thanh cao, quý phái và thuần khiết cho người nhìn. Chính vì vậy, loài hoa này thường được dùng làm quà tặng với ý nghĩa chúc mọi điều may mắn trong các dịp đặc biệt như khai trương, sinh nhật. Biểu tượng của sự chiến thắng. Hoa loa kèn đỏ còn là biểu tượng của sự chiến thắng và những người phụ nữ đẹp nhưng thường kiêu hãnh. Hoa còn tượng trưng cho một tình yêu bất diệt. Bởi vậy, tại nhiều nước, hoa này hay được sử dụng trong bó hoa cầm tay cô dâu và được dùng để trang trí tiệc cưới, góp phần tạo nên sự hài hòa của ngày trọng đại. Không chỉ vậy, hoa loa kèn đỏ còn là loài hoa của sự hội ngộ, đoàn tụ và hòa hợp. Đối với các ông La Mã, một người yêu Amaryllis có nghĩa là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và rất đẹp. Hoa loa kèn đỏ được mệnh danh là loài hoa của tháng 9 bởi hoa chỉ nở duy nhất vào tháng 9, nở tháng 4 ở Việt Nam. Mặc dù hoa không rực rỡ như những loài hoa khác, nhưng lại mang trong mình một hương thơm vô cùng thơm ngát, đem lại cảm giác dễ chịu cho mọi người. Hoa thích hợp dành tặng cho các bạn có sinh nhật vào tháng 9 và đặc biệt hoa được dùng để trang trí trong các bữa tiệc, tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp cho không gian bữa tiệc. Tên của hoa loa kèn đỏ, Amaryllis, có nghĩa là lấp lánh, bắt nguồn từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện kể về Amaryllis, một người phụ nữ yêu say đắm, yêu điên cuồng với một người đàn ông đẹp trai tên là Altio. Nhưng anh lạnh lùng đối với tình yêu của cô. Tuyệt vọng vì tình yêu của anh, cô đâm vào trái tim mình bằng một mũi tên vàng và đi bộ đến ngôi nhà của anh mỗi ngày. Khi cô bước đi, những giọt máu chảy sau lưng cô. Vào ngày thứ 13, những bông hoa đỏ tươi rực rỡ nở rộ dọc theo vết máu của cô. Lần đầu tiên khi Amaryllis đến trước cửa nhà, Otheo tràn ngập tình yêu dành cho cô. Trái tim của Amaryllis được chữa lành, hai người sống hạnh phúc mãi mãi và từ đó hoa được gọi là Amaryllis. Dù chỉ là thần thoại, nhưng câu chuyện đổ máu vì yêu của Amaryllis thật cảm động người đọc. Thánh Kinh ghi lại câu chuyện thật về việc Chúa Giêsu vì quá yêu nhân loại, không muốn nhìn thấy loài người phải chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục vì cớ tội lỗi mình, nên Ngài đã đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho bạn và tôi, đổ máu ra để cứu chuộc chúng ta. Sứ đồ Phao-lô xác quyết: Đức Chúa Trời đã biểu lộ tình yêu Ngài đối với chúng ta trong khi chúng ta còn là người có tội. Đấng cứu thế đã thay cho chúng ta mà chịu chết. Huống chi bây giờ,
chúng ta đã nhờ huyết Ngài mà được xưng công chính rồi, thì chúng ta cũng sẽ nhờ chính Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ càng bội phần hơn là dường nào. Roma đoạn 5, câu 8 và câu 9. Cảm kích tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhạc sĩ Giô-xu Phạm đã viết lời Việt bài hát Cho Đến Mãi Mãi, Until the End, by New Creation Church, với những lời đầy cảm xúc như sau. Gai đâm thấu buốt nơi trán Giê-xu, bao nhiêu rủa xạ chất hết trên Ngài, lằn roi chứng minh cho cả thế giới Ngài yêu con đến nỗi chết thay con. Cha đã xóa hết tất cả lỗi lầm, Giê-xu chết thế công lý đã tròn. Vì Ngài quá yêu bằng lòng hy sinh, nguyện xin thánh ý của Cha được tròn. Tất cả ô tội huyết Cha xóa rồi, chính con được chuộc bởi ân điển Chúa. Cánh tay nhân từ kéo ôm con vào, mắt con bây giờ thấy Chúa yêu thương. Cho đến mãi mãi con sẽ ca tụng, bởi huyết Giê-xu con mãi công bình. Ngài đã chết thay phục sinh vinh quang, là vua vinh hiển của con trọn đời. Hallelujah, 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 ngợi khen Giê-xu. Mời bạn hãy tiếp nhận tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho cá nhân mình hôm nay, muốn thật hết lòng. Gai đâm thấu buốt nơi trán Giê-xu, bao nhiêu rủa xạ chất hết trên Ngài, lần rồi chứng minh cho cả thế giới Ngài yêu con đến nỗi chết thay con. Ngài yêu con đến nỗi chết.